Ngày hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng cho các bác một cái mẫu xe bản sedan 2 đầu nhập Hàn nguyên chiếc và đặc biệt là số tự động nhé. Và loanh quanh tầm tài chính là 400 triệu quay đầu. Ngày hôm nay thì em Hương sẽ lên cho các bác một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio số tự động đời 2016, máy số thì zin đét luôn, zin hết tất cả luôn các bác nhé. Nhìn xe thì quá là chất rồi. Form dáng hay là hình thức hay là máy số đều đẹp này. Giá ngày hôm nay các bác này 398 triệu nhưng ngày hôm nay sẽ không lấy 398 triệu đâu. Còn lì xì còn lộc lá cho các bác cành mai cành đào các bác nhé. Rio 2016 của em Hương thì lên được đầy đủ cho em là xi nhan trên gương, cam 360, màn hình ZTEC xịn rồi. Và có thêm cả nhớ ga tự động Cruise Control các bác nhé. Đèn halogen siêu sáng, có đèn gầm là pha bi cầu, nước sơn màu trắng đẹp. Các bác nhà mình ơi, thích xe số tự động chưa tới 400 triệu đời cao 2016 thì alo trực tiếp cho em qua hotline 0354602790. Em tư vấn hỗ trợ các bác nhé. Tầm Tết bây giờ đi tự động quá là hợp lý luôn. Vợ đi được, chồng cũng đi được. Sedan 5 chỗ, bản sedan đẹp màu trắng như thế này thì hợp với tất cả các phong thủy các bác nhé. Ốp mạ chrome, mạ ốp hết gương nắm cửa, lật chân kính này, dán phim cách nhiệt chống ồn này. Nội thất bên trong thì tươi mới, sạch sẽ, gọn gàng, zin đét cho em rồi. Vô lăng thì tích hợp các phím bấm như có cả reset này, có cả cruise control này. Các phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Đồng hồ thì hiển thị em là đang mở cửa nhé. Số tự động các bác ơi, còn nguyên hai chìa khóa khiển từ xa. Màn hình xịn này, củ số phanh tay quá là đẹp này. Đây là cái điều khiển này, các bác có thể tùy chỉnh cho em cái phần về cam 360 nhé. Khi mà mở chìa khóa lên nó sẽ hiển thị trên đây luôn nhé. Cổng sạc 12V, củ số phanh tay đẹp. Có thêm hai loa chép nhỏ cho âm thanh nghe nhạc cực kỳ hay này. Và em đang muốn bán chiếc xe này với giá cận Tết nhé. Giá cận Tết để cho bà con nhà mình một chiếc xe zin đét toàn xe, lên nhiều option và giá cực kỳ hợp lý luôn. Táp ni, táp lô, keo chỉ đây, zin hết hoàn toàn cho em nhé. Nội thất này, ốp mạ chrome này, tất cả thông số sticker cũng như ốc nhái thì không hề có dấu hiệu vặn mở nhé. Dòng xe sedan 2 đầu nên là rất là rộng rãi các bác ơi. Sơn xi sạch sẽ rồi, nội thất đẹp, máy số zin 2016 nhưng giá chưa bằng 2015. Và ngày hôm nay để lì xì thêm cho các bác nhà mình, tặng các bác nhà mình một cành mai cành đào em quần bớt thật là sâu. Nếu như bác nào quan tâm về chiếc xe City này của em, chiếc xe Rio này của em nhé. 1.4 nhập Hàn nguyên chiếc, zin đét toàn xe. Tất cả là lốp láp dày, la răng đúc, phanh ABS, khớp nối khít luôn. Đèn hậu phía sau to bản này, có hai bóng này, trên trắng đỏ này. Một làn đều cốp rất là rộng luôn. Bản sedan 2 đầu cốp rộng này, tăng kích nốt còn đầy đủ cho em. Máng nước hai bên đẹp, keo chỉ zin, thảm chống nóng phía sau cũng còn nguyên bản nhé. Rio số tự động 2016 giá chỉ có 398 triệu thôi. Bao hồ sơ và còn bớt độc ná thêm nếu bác nào thích dòng xe bản sedan 2 đầu đấy ạ. Đây, nốp rất là dày này, dập lồi trên thân xe sắc nét, tất cả những khớp lối rất là khít luôn. Pin cách nhiệt chống ồn, ghế da đây, thông hơi thoáng khí, logo dập lồi của Kia này. Quá là đẹp luôn, ốc nhái nữa. Ốc nhái con nhìn còn nguyên bút chấm sơn QC nguyên bản từ nhà máy này, keo chỉ cột kéo nguyên zin. Bao Tết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Về đấm vấn đề đâm xô, ngập nước, thủy kích, tranh chấp giấy tờ cũng như phạt nguội em bao hoàn toàn cho các bác nhà mình. Số tự động 2016 ba lên đầy đủ cho em rồi. Bốn cánh cửa keo chỉ zin, tất cả các chỉ số gương kính còn nguyên và liền đời theo xe. Đăng ký đăng kiểm tới tháng 8 2023. Bản nhập Hàn nguyên chiếc nhé, cam 360 đây, xi nhan trên gương, một dàn lốp dày. Lên đầy đủ cam hành trình, cam lùi, cam 360 tất cả rồi. Màn hình Android xịn. Bác nào cần tìm và mua xe một chiếc xe bản sedan 2 đầu, đặc biệt là máy số phải còn zin, màu trắng đẹp mà tầm tài chính chỉ 400 quay đầu thì không thể bỏ qua em Rio này nhé. Nam hay nữ đều đi được, về màu sắc, về hộp số của em nó thì rất là dễ đi rồi. Số tự động các bác nhé, số tự động ạ. Máy số thì máy số zin. Đây. Máy này 4 máy này. Tất cả những cái keo Hàn này được nguyên bản từ nhà máy này. Ốc cabo cũng nguyên bản luôn, máng nước hai bên đây. Các cái thanh ngang này, đấy, tai đèn này, ốc cabo, thảm chống nóng, giảm nhiệt khoang cốp và khoang hành lý còn giữ nguyên bản cho em. Keo chỉ zin, bình ắc quy mới sáng, cụm phanh ABS chống bó cứng này. Mặt cái phần như cái phần ốc này, trên tận cái lắp dàn co vẫn còn nguyên bản nhé. Zin là phải zin về lắp dàn co, zin đi. Rio 2016 số tự động 1.4 nhập bán cho các bác nhà mình. Nhập Hàn nguyên chiếc 398 triệu.
bao hồ sơ và còn bớt lọc thêm. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho em một chiếc xe số tự động bản sedan tài chính dưới 400 thì không thể bỏ qua nhé. Để lại số điện thoại cũng như kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em lấy Hương tư vấn cho các bác nhà mình một mẫu xe hai vợ chồng có thể đi được nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.